báo cáo với chị này, nguyên đầu tư về cái nhà này, hai tầng này, này là hết tỷ tư. Dạ vâng, 1,4 tỷ là chúng ta có thể là tham khảo mẫu thiết kế giống như của gia đình nhà anh Phong và chị Nga tại Giao Thủy Nam Định đúng không ạ? Vâng, bây giờ ấy thì là được như ý nguyện vọng của mình mong muốn rồi. Thì là các con đã làm khởi sự nên như thế vậy rồi thì là chẳng mong muốn gì hơn hết. Thì bây giờ thì chỉ có ban trời ban cho là có cái sức khỏe dồi dào. Thì cũng ước nguyện cho các con đi làm xa xôi thì hàng ngày thì là mình có mỗi ngày một thăng tiến hơn, rồi thì là gặp may mắn hơn, rồi thì là trong gia đình được mọi sự bằng an là điều mong muốn của cha mẹ. Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Kitô Hôm. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Hồng Phương và đội ngũ truyền thông đang có mặt tại Giao Thủy Nam Định. Và trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu về một mẫu công trình nhà phố 2 tầng hiện đại được thiết kế dành cho gia đình nhà anh Phong cũng như là chị Nga. Và để hiểu thêm về những ý tưởng thiết kế bố trí công năng và câu chuyện xây nhà của gia đình ạ, thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tôi di chuyển vào bên trong để gặp gỡ với gia đình. Dạ vâng ạ, chào chào ông ạ. Quý vị khán giả thân mến, đứng ngay cạnh tôi đây lúc này đó chính là ông Bản, là ông nội của anh Phong cũng như là chị Nga, chủ đầu tư của công trình nhà phố 2 tầng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tại Giao Thủy Nam Định. Vâng, quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì anh Phong và chị Nga thì đang công tác và làm việc tại miền Nam, cho nên là trong quá trình mà gia đình xây dựng nhà thì ông nội sẽ là người trực tiếp giám sát công trình của gia đình từ khi khởi công móng cho đến khi ngôi nhà được hoàn thiện. Và ngày hôm nay đây chúng cháu rất là vui khi được ông nhận lời tham gia đồng hành cùng với chương trình để giới thiệu không gian sống của gia đình mình ạ, của gia đình nhà anh Phong và chị Nga cho quý vị khán giả được biết. Và khi mà cháu di chuyển đến khu vực sinh sống của gia đình mình ạ, cháu rất là ấn tượng về không gian cũng như là với cái điều kiện thời tiết khí hậu tại địa phương mình. Thì ông có thể là chia sẻ cho cháu được biết một vài những thông tin về diện tích của khu đất gia đình mình được không ạ? Được quá. Thế báo cáo với chị là cái khu vực đất này là của cháu Phong đấy, là tôi cắt cho cháu là 200 m². Thế thì hiện là sử dụng mà để mà xây nhà để mà ở thì 100 m², dạ. Tức là 100 m² để xây dựng để những các cái công trình để thiết kế để ở. Còn công trình phụ thì cũng là 100 m² nữa, nhưng mà nó là nằm phía sau chiều ngang, chiều mặt tiền là 7 m, dạ. Đấy, chiều sâu là 14 m. Dạ vâng, chiều ngang mặt tiền là 7 m, quý vị thân mến, và chiều sâu là 14 m. Và đây là một thông tin rất là giá trị, bởi vì là cháu biết là sau màn ảnh nhỏ kia thì có rất nhiều người đang có nhu cầu tìm hiểu để mong muốn thiết kế cũng như là xây dựng một ngôi nhà phố trong năm mới 2024. Thì quý vị có thể là nốt lại thông tin này và tìm hiểu. Và quý vị có thể thấy là với một lô đất có tổng diện tích là khoảng 200 m², ngoài khối nhà chính ra thì khoảng sân ở phía trước thì cũng tương đối là rộng rãi để gia đình có thể là để phương tiện di chuyển cũng như là không gian vui chơi dành cho các thành viên trong gia đình. Và để hiểu thêm về những ý tưởng bố trí công năng của gia đình ở bên trong thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ tiếp tục cùng với ông Bản và Hồng Phương di chuyển ở bên trong để thăm nhà. Nếu là tầng 1 thì có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng ăn. Phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn. Hiện tại thì chúng ta đã có mặt tại không gian phòng đón tiếp khách của gia đình ạ. Vâng. Thì không biết là khu vực này gia đình mình dành ra khoảng diện tích là bao nhiêu mét vuông vậy ạ? Phòng khách là 30 m². Vâng, khoảng hơn 30 m² cho một không gian phòng khách. Như lúc đầu khi mà cháu có thông tin là đến tham quan công trình của gia đình ạ, thì cháu cũng có đọc qua bản thiết kế kiến trúc ông ạ. Thì cháu thấy là cái khu vực phòng khách này ngoài không gian đón tiếp khách ra thì sẽ có một khu tiểu cảnh, nhưng mà khi mà đến với công trình chính được hoàn thiện ạ, thì cháu thấy là gia đình mình đã thay đổi một chút. Khu vực bàn ghế ống nước ngày trước là vị trí này ạ, thì gia đình đã thay đổi chuyển vào vị trí của tiểu cảnh đúng không? Vì sao mà gia đình mình lại thay đổi một chút về sự bố trí của phòng khách ạ? Bây giờ thì báo cáo với chị thế này là bởi vì nhà quê, thế thì muốn đi thẳng vào phòng khách thì tôi đây là muốn bố trí một cái phòng nước nó tại chỗ tiếp khách ngay tại phòng cửa chính vào, và đồng thời nữa là bàn thờ tổ tiên với lại của gia tiên trong gia đình nó cũng nằm luôn ở cái chính giữa. Dạ, vâng. Đó. Thì đấy thì chỉ có thay đổi vậy thôi. Còn lại trước kia trong thiết kế thì cái phòng tiếp khách ấy nó nằm bên cạnh bên đây, nằm bên cạnh, tôi xem hết rồi, nó nằm bên cạnh đây thì tôi còn
đây nó là cái cảnh đó. Vâng ạ, cho thấy là cái việc mà thay đổi sắp xếp của phòng khách một chút ạ thì sẽ khiến cho không gian phòng khách của gia đình mình trở nên rất là ấm cúng và rất là thuận tiện cho mọi người, từ cửa chính ra vào là có thể đến luôn với không gian phòng khách. Còn cái vị trí này thì nhà mình đã có ý tưởng là thiết kế gì ở đây chưa? Đây tôi thì ngày mai là đây nó để thay đổi một chút, tức là cũng một phòng khách nhưng mà phòng tiếp khách này đây nó là ấm cúng hơn, tức là mua đồ về để ở cái phòng khách cạnh này. Trong nhà nó không phải hai phòng khách nhưng mà nó có hai nơi tiếp. Dạ vâng. Nơi tiếp khách khác nhau. Dạ vâng, có càng nhiều không gian để cho mọi người có thể là nghỉ ngơi thư giãn thì càng tốt đúng không ạ? Vâng, và quý vị có thể là quan sát thêm đó là cái khu vực trần ở phía trên thì cũng được ông là thiết kế sơn giả vân gỗ đúng không ạ? Dạ vâng, thay cho trần thạch cao. Cái này thì báo cáo với chị thì cái phần trần trên này là theo thiết kế thì cũng như thế này thôi, nhưng mà tôi có thay đổi một số cái màu. Thì cái màu là làm giả gỗ, đấy, giả bằng gỗ hết rồi. Và trên thì chỉ có là trần bê tông thôi. Vâng, trần bê tông thôi và có sơn trang trí. Thật với chị là tôi định tôi làm trần thạch cao. Vâng. Nhưng mà vì sợ nó thấp, nó rất thật là sợ nó thấp. Dạ. Nó không cho, chứ còn trước kia là hợp đồng thạch cao rồi. Bây giờ thì cháu nó bảo tôi ông làm vậy là vừa. Dạ. Thì tôi cũng nhất trí làm cháu ý cháu. Dạ vâng. Dạ. Ông nội làm nhà cho cháu và có thể thấy là ngay dạ. từ không gian đầu tiên, không gian đón tiếp khách thì có thể thấy là ông đã dành rất nhiều tâm huyết và cháu nghĩ là cái bộ trần này gia đình mình cũng rất là kỳ công đúng không ạ? Dạ. Về công thợ và cũng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ của gia đình ạ. Dạ. Như ông có chia sẻ thì là tầng 1 thì sẽ có 2 phòng ngủ ạ. Thì chắc báo cáo thế này. Đây là phòng 1 đúng không ạ? Đây là phòng 1 này. Vâng, đây chính là cái chỗ này là tôi thay đổi qua thiết kế này. Dạ vâng. Thiết kế trước tiên là đây hai cửa thẳng nhau. Dạ vâng. Vâng. Nhưng mà đến khi sau khi mà thợ làm ấy, xây dựng thợ làm ấy, là tôi sẽ không cho hai cửa thẳng dạ. nhau. Dạ. Tức là một cửa lệch đi và hai cửa nó sẽ lệch đi. Đây dưới hai phòng ngủ nó vào đây. Dạ vâng, với kinh nghiệm mà làm nghề lâu năm ạ thì mọi sự thay đổi của ông đều có lý do và đều mong muốn những điều tốt nhất dành cho anh chị đúng không ạ? Dạ vâng. Và các phòng ngủ của gia đình thì cháu có đọc cho bài thiết kế đó là dao động từ 9 đến 10 cũng như là 12 mét vuông đúng không ạ? Dạ vâng, các phòng ngủ thì vừa đủ thôi. Vừa đủ ạ. Dạ vâng, vừa đủ để gia đình có thể là sinh hoạt. Ngoài hai khu vực tầng phòng ngủ tại tầng 1 thì cháu biết là trên khu vực tầng 2 thì gia đình mình còn bố trí tới tận 4 phòng ngủ là tổng 1 ngôi nhà phố 2 tầng thì gia đình mình có tới tận 6 phòng ngủ. Rất nhiều phòng ngủ để đại gia đình có thể là sinh hoạt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp. Phòng bếp của gia đình thì sẽ có diện tích là bao nhiêu mét vuông vậy ông? 5 mét rưỡi đến 7 mét. Đấy. Vâng, đấy là nguyên phòng ăn, phòng bếp. Tức là tính nhanh thì sẽ là hơn 35 mét vuông. Vâng, hơn 35. Cho một không gian phòng bếp thì cháu thấy là diện tích này là diện tích tương đối rộng cho một không gian phòng bếp. Và tại đây thì cháu có thấy là gia đình mong muốn là bố trí một cái đảo bếp này, rồi khu vực bếp nấu với rất nhiều các ngăn tủ đựng đồ để gia đình có thể là cất đồ đạc. Và kể với cái không gian bếp như này thì cháu biết là ở quê mình thì vào những ngày có công có việc ạ, có đình có đám thì cái không gian rộng như này thôi, nhưng mà cháu nghĩ là có lẽ là vẫn chưa đủ đúng không ạ? Vẫn chưa đủ để sức chứa những cái mâm cỗ của gia đình. Cái phòng này là ngồi không đủ đâu. Dạ. Và lại còn phải ngồi phòng cũ cũ bên cạnh. Dạ vâng. Tức là vừa đóng vai trò là khu bếp nấu lại đóng vai trò là cái phòng ăn đúng không ạ? Cho nên là gia đình thiết kế rộng như này. Vừa nãy ông có chỉ tay xuống phía dưới thì cháu thấy là phía dưới này vẫn có thêm một cái cửa nữa và có thêm một cái khoảng sân vườn đúng không ạ? Đây xuống này gần 170 mét vuông. Dạ vâng, vẫn là hơn 100 mét vuông. Khu vực này rất là rộng rãi để đồ đạc cũng như là sinh hoạt. Nói chung là các thứ nằm hết đây ạ. Đây vâng, rất là hợp lý và nối thông với khu vực nhà cũ của gia đình mình cũng rất là thuận tiện. Và khu vực ở phía dưới này thì mặc dù là thay đổi vị trí thôi nhưng mà về công năng thì vẫn là một khu vực phòng tắm này và một khu vực vệ sinh riêng được tách biệt độc lập để giúp cho các thành viên cũng như là khách khi tới chơi có thể là dễ dàng di chuyển cũng như là sinh hoạt. Và quý vị khán giả thì cũng có thể là tham khảo. Vừa rồi thì chúng ta đã được đi tham quan các không gian từ khu vực phòng khách này, hai phòng ngủ cũng như là không gian
gian bếp vệ sinh chung của gia đình tại tầng 1. Thì tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng với ông và Hùng Phương di chuyển lên khu vực ở tầng 2 của gia đình để tham quan. Tiếp tục là 4 phòng ngủ đúng không ạ? Vâng, 4 phòng ngủ. Tầng 2 thì nó 4 phòng ngủ và 1 phòng khách. Đấy, theo thiết kế thì nếu là tầng 2 thì làm nguyên theo đúng thiết kế. Vâng. Không có gì thay đổi. Vậy thì theo đúng thiết kế thì các phòng ngủ thì cũng dao động từ 9 đến 12 mét vuông. Diện tích là khá là tương đồng nhau. Cháu có một thắc mắc đó là với một công trình nhà phố này và với một gia đình các anh chị thì vẫn còn trẻ tuổi thôi. Và cháu cũng được biết là anh chị thì có hai bạn nhỏ đúng không ạ? Gia đình 4 thành viên và có thêm mẹ nữa là 5. Vậy thì vì lý do gì mà anh chị lại thiết kế rất là nhiều phòng ngủ như vậy không? Báo cáo với chị là vì ở nhà quê thì con cháu thì đông, mỗi ngày lễ Tết về. Thế cho nên gia đình thì cũng thiết kế để nhiều phòng ngủ hơn, tức là để cho có khách hoặc khách ấy này đến nghỉ là vẫn đầy đủ. Vâng, vì lý do đó đúng không? Và những ngày có công có việc thì anh em con cháu từ khắp nơi trở về thì sẽ có không gian nghỉ ngơi. Có thể thấy là anh chị cũng rất là chú đáo. Và vị trí trung tâm thì anh chị đã dành ra một khoảng diện tích cũng tương đối để bố trí một phòng khách, phòng sinh hoạt chung thứ hai đúng không? Vâng. Và sau này thì cũng sẽ có bộ bàn ghế cũng như là khu vực tivi để cho các bạn nhỏ cũng như là người thân có thể là sinh hoạt. Và hiện tại thì theo như cháu quan sát qua thì các phòng ngủ tại tầng thứ hai này thì gần như là chưa đi vào sử dụng đúng không ạ? Vâng, các phòng ngủ thì vẫn chỉ là bố trí đơn giản những chiếc giường thôi để khi mà có việc thì sẽ có người sử dụng đúng không ạ? Chứ không có người sử dụng được. Nào thì không có điều kiện để sử dụng hết. Người không có đâu. Và quý vị có thể thấy là các thiết kế phòng ngủ thì cũng được tính toán rất là cẩn thận vị trí đặt cửa sổ này. Và phòng ngủ này thì sẽ có điểm cộng là có ban công ở phía trước để cho mọi người có thể là thư giãn. Tiếp theo thì hai phòng ngủ còn lại thì sẽ được bố trí phía bên này. Và hiện tại thì hai phòng ngủ này thì vẫn đang để trống thôi. Và quý vị có thể là tham khảo thông qua một vài những thức phim ngắn của chúng tôi ghi hình lại. Cháu thấy là phòng ngủ này đặc biệt hơn tất cả các phòng ngủ còn lại là phòng này không có cửa sổ. Vậy thì cái giải pháp mà lọc không khí mà các kiến trúc sư mang tới, vị trí phía trên đúng không ạ? Vâng, mình đều có giải pháp. Dạ, của tường nhà. Dạ. Nên đây chưa có người thì bên trên thì dạ, vâng, và quý vị có thể là... Dạ, vâng. Là cháu băn khoăn là không biết là cái giải pháp mà lọc không khí cho phòng này là gì, nhưng mà ý tưởng ở phía trên rất là hợp lý đúng không ạ? Vừa tối ưu lại phù hợp với không gian của gia đình mình. Vâng, phía dưới này thì sẽ là khu vực phòng kho đúng không ạ? Phòng kho của tầng 2, đệm này, rồi quần áo này. Và đây thì sẽ có nhà vệ sinh chung cho tầng 2, tương đối là rộng, đầy đủ thiết bị nhà vệ sinh hiện đại. Và tại đây thì có thêm một cái cửa nữa. Cửa thì ra sân chơi bên ngoài đấy. Dạ vâng, sân chơi phía bên ngoài đúng không ạ? Vâng, sân chơi này. Vâng, quý vị có thể là tham khảo. Dạ vâng ạ, thêm một khoảng sân chơi cũng như là sân phơi dành cho gia đình ạ. Hướng này là hướng Tây thì cũng rất là hợp lý để nhà mình thiết kế cái khoảng sân này. Và quý vị thì cũng có thể là tham khảo với một công trình nhà phố đầy đủ các công năng, rất nhiều các phòng ngủ và có không gian để gia đình có thể là phơi cũng như là giặt giũ quần áo thì cũng rất là tối ưu dành cho một ngôi nhà nông thôn đúng không? Đây là cầu thang để lên sân thượng và chỗ giếng trời ở trên này. Dạ vâng, với thiết kế nhà phố thì điểm cộng thêm là sẽ có khoảng giếng trời để cho ánh sáng có thể là được cung cấp xuống các tầng khu vực 2 cũng như là tầng 1 đúng không ông? Rất là sáng. Ngoài ra thì khi mà đến khu vực tầng 2 thì cháu có một điểm cộng thêm muốn cho quý vị khán giả có thể là tham khảo về thiết kế cầu thang của gia đình mình cũng rất là hoành tráng với cầu thang hoa sắc mỹ thuật đúng không ạ? Chúng ta được báo cáo với chị này, toàn bộ là sắt bằng kỹ thuật, bằng tay bằng gỗ. Dạ, vâng. Theo thiết kế theo đúng quy định của nhà phố. Dạ vâng, rất là chắc chắn cũng như là bề thế. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được ông nội của chủ nhà, đó là ông Bản dẫn Hồng Phương cũng như là quý vị khán giả của Kita Home đi tham quan một vòng công trình nhà phố 2 tầng của gia đình ở tại Giao Thủy, Nam Định ạ. Và một lần nữa thì chúng cháu xin được thay mặt cho công ty thiết kế nhà được Kita xin được gửi lời cảm ơn tới ông cũng như là toàn thể đại gia đình của mình đã tin tưởng và lựa chọn Kita Home là đơn vị thiết kế. Và một lần nữa kính chúc ông và toàn thể gia đình của mình sẽ có được một cuộc sống thật hạnh phúc trong ngôi nhà mới. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là một video ngắn giới thiệu khái quát về công trình nhà phố 2 tầng của
chủ đầu tư tại Giao Thủy Nam Định. Và nếu như quý vị yêu thích mẫu công trình này và mong muốn được Kito Home tư vấn và thiết kế, quý vị chỉ cần nhấc điện thoại của mình lên và liên hệ với chúng tôi thông qua những số hotline đang được hiển thị phía trên của màn hình, hoặc để lại thông tin của mình phía dưới phần bình luận để được đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. Còn bây giờ thì ông Bản và ông Phương xin được gửi lời chào và tạm biệt.